Nhóm Ngôn Ngữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ, ghé lại thăm hoàn cảnh gia đình của bé Thúc Yên cùng với là mẹ cô bé. Rất là may mắn cho gia đình khi mà chú Hùng Vũ dành tình yêu thương rất là to lớn đến cho gia đình của bé nha. Mỗi tháng thì chú sẽ gửi về một cái số tiền để mà lo cho bé Thúc Yên và cái chi phí ăn học và sinh hoạt hàng tháng. Hiện tại cũng là tháng 7 của năm 2022 rồi. Bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong nhà với con nha. Dạ. Yên ơi. Dạ, chào cô. Nay mình có đi làm không cô? Có, đi làm mới về. Đi sớm chút. Dạ, nay làm cái gì vậy? Đi ra ngoài mình cỏ với bẻ ba đậu mướn. Bẻ đậu mướn nha, rồi cỡ này còn đi bán không? Không. Không đi bán nữa hả? Rồi ra quét đồ mình có lấy ở đâu được không? Không có lấy, giờ nghỉ luôn, đi ra ngoài là chỉ mướn với bẻ đậu tí. Mướn người ta đó, rồi cái đầu đem giao. Chứ thức đường đêm cái nó nhức đầu. Không có thức nổi. Giờ hết không có thức đêm nổi nữa mà chuyển qua đi làm cỏ với lại hái đậu mướn. Rồi vậy rồi thu nhập của mình ổn không? Thu nhập ít. Được mắt Yên đi theo mà cỏ tiếp. Chàng ơi. Yên đi làm được mấy bữa rồi? Dạ không biết. Mà ngày nào mắt nó đi mằn tiếp chứ nghỉ hàng ngày này rồi mắt nó đi mằn tiếp. Nó cũng đi mằn tiếp rồi bẻ đậu nó cũng đi bẻ tiếp. Vậy là mấy hôm nay là đi làm cỏ với hái đậu phụ. Thì ra ngoài là làm cỏ là làm sao hết cô? Thì đi mằn cỏ này kia cho người ta rồi đó, chứ cỏ ngoài đó bẻ đậu tiếp. Rồi bé nó làm như vậy rồi mình có tính công cho bé không hay là hai người làm chung rồi có, tính như, sao? Cũng như nó nít thì người ta trả ít lại gì đó. Trả ít lại tiền lại. Dạ. Mình thì khác, tại thấy nó bằng phụ thì con nghiệp nó trả tiền cho nó đi học nó ham nít mà. Vậy là cũng chịu khó, biết mẹ khó khăn cho nên là cũng bắt đầu lam lũ, bắt đầu ra đồng để mà phụ thêm mẹ rồi ha. Vậy là từ hồi nghỉ hè tới giờ là đi làm luôn. Tiết Yên em nghỉ hè từ bao lâu rồi? Dạ cũng được mấy tuần rồi. Mấy tuần rồi, là ngày nào cũng đi ra làm phụ mẹ vậy hết đó hả? Dạ. Ngày có mệt không? Mệt. Mệt. Thì có nói với mẹ gì không? Không. Vậy là thấy mẹ vất vả nên là cũng đi làm phụ mẹ vậy thôi. Rồi em đi làm như vậy đó rồi. Theo như con được biết thì kết quả vừa rồi là cái môn tiếng Anh của mình thì nó cũng hơi kém đó. Vậy không biết là Tiết Yên em có học thêm hay là sao không? Dạ có, em có đi học thêm. Có đi học thêm, bây giờ là học chưa Tiết Yên? Dạ chưa. Chưa, khi nào em học? Dạ em không biết. Bữa đó tới thứ mấy? Bữa đó học tiếng Toán. Toán hả? Chứ chưa tiếng Anh. Chưa. Vậy là bây giờ đang học Toán hả? Dạ. Học Toán được mấy buổi rồi? Chưa có học buổi mà chừng nào ta học cho mình hay. Vậy là mình đã có đăng ký học thêm Toán với là tiếng Anh rồi, nhưng mà người ta chưa có thông báo lịch học chính thức. Dạ. Tại vì cũng mới nghỉ hè đây thôi cho nên là con nghĩ là giáo viên họ cũng để cho mấy em được thư thả một vài tuần đó rồi mới bắt đầu dạy cái giáo trình mới. Với lại người ta thấy ít người là kia đợi kiếm thêm rồi cái đầu người ta 6 cái nước rồi người ta mới. Tại vì mình học lớp đại trà cho nên là mình cũng phải đợi đông rồi người ta mới dạy ha. Dạ. Thì hồi nãy cô nói là bây giờ là đi làm là không có thức khuya được nữa là do bị đau đầu hả? Đau đầu rồi thói quá cuộc sống rồi bị thằng kinh tọ rồi này kia nè. Rồi đâu có đi được đâu. Rồi mình có đi khám hay lấy thuốc ở đâu uống không? Có, chỉ có đi Sài Gòn đi thuốc. Có cái to thuốc hay là cái bệnh án gì của bác sĩ không à? Có. Này thì trước. Mình khám ở bệnh viện Chợ Rẫy ha. Bệnh viện Chợ Rẫy. Cái này là mình đi khám tổng quát luôn thôi cô. Khám tổng quát như trước thì mình khám mấy bệnh đó. Ở đây thì con thấy nó có một cái chẩn đoán đầu tiên đó là bị R51 nè, là bị đau đầu do giận mạch và theo dõi hội chứng ống cổ tay. Đây là cái đơn thuốc đầu tiên nha.
Dạ, còn cái đơn thuốc thứ hai á là chuẩn đoán là bị thoái hóa cột sống, đau thắt lưng và thần kinh tọa, suy tĩnh mạch. Rồi họ có nói với mình là bao lâu mình sẽ đi tái khám một lần không? Một tháng. Một tháng. Thôi mình uống thuốc một tháng. Chứ lại mình đi ra ngoài, mình nếu mà ta hỏi mình lấy hết đủ một tháng không thì mình lấy, còn không đủ thì mình lấy nửa tháng. Dạ. Tại khi mình đeo tiền hơi ít á. Rồi một tháng thuốc mà người ta kê cho mình như vậy thì mình uống khoảng bao nhiêu tiền hả cô? 3 triệu mấy. Ôi 3 triệu mấy lần hả? Rồi chi phí ăn uống đi lại của mình nữa là mỗi một lần đi khám bệnh là khoảng bao nhiêu tiền? 3 triệu mấy uống là 4 triệu. 4 triệu là gồm chi phí nha. Cô không có ăn nhịn đói gì vậy. À, vậy là sáng sớm là mình tranh thủ mình lên chợ khám bệnh tối, xong mình đi về tối luôn. Tối 8 giờ đi là ra ngoài là không có ăn trơn, đi ra ngoài rồi tới sáng ấy đầu khám rồi là tranh thủ về. Dạ. Không như gì. Dạ, thì hôm nay con đến đây cũng rất là vui luôn khi mà được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ. Thì cũng giống như thông lệ của mỗi tháng như vậy đó, chú đều gửi cho một cái số tiền để mà lo cho bé Tí Kiên ăn học, rồi phụ giúp thêm cho gia đình của mình nha. Dạ, thì cũng hy vọng là sau những cái lần mà đi tái khám, đi khám bệnh đó, thì căn bệnh của cô sẽ mau chóng được điều trị nè. Rồi mình đi làm lại rồi mình lo cho hai bé nha. Dạ, đây là con gửi tiền của tháng 7 ạ. Tí Kiên có nhớ mỗi tháng không gửi cho Tí Kiên bao nhiêu không? Dạ, 1 triệu 8. 1 triệu 8. Dạ. Dạ. Rồi, con gửi lời về. Cảm ơn chú Hồng Vũ đã gửi tiền cho Tí Kiên học. Chúc chú nhiều sức khỏe và thành công trong công việc và cuộc sống. Dạ. Dạ, cảm ơn ông. Con chúc ông nhiều sức khỏe, mạnh khỏe, dồi dào và thành công trong cuộc sống. Tí Kiên nên đi mua trước một cái bộ sách của lớp 7 nha. Tại vì theo như chị nhớ là tụi trường vô là Tí Kiên học lớp 7 rồi nè. Mình mua trước một cái bộ sách ha, xong cái về cái mình xem trước những cái nội dung nè, những cái bài tập ở trong đó, đọc trước những cái bài ngữ văn hay gì đó để mà nắm trước được nội dung. Rồi sau này khi mà em lên lớp em học đó thì em sẽ dễ tiếp thu bài hơn nha. Rồi cố gắng năm nay học thiệt là giỏi nha. Hôm nay nói sao? Lên học á. Bộ sách lớp 7 á. Thầy có nói là thầy bán không hay là theo như con biết là ở chỗ cô Lam á là sẽ có bán, mình lên đó mình hỏi thử xem sao ha. Thì lên chợ mới hỏi, nên hỏi là hỏi thầy á chừng nào có sách lớp 7 đang mua đang cho nó học với lại dạ. Học thêm nè. Dạ. À, ông thầy nói là chưa có. Dạ chắc là tại vì chưa hết năm học nên là họ chưa nhập hàng về, một hai hôm nữa mình lên chợ mình hỏi kỹ là xem như thế nào nha. Dạ, thì con cũng chân thành cảm ơn chú Hùng Vũ rất là nhiều nha. Vì lúc nào chú cũng dành tình yêu thương đến cho tất cả mọi người. Kính chúc cho chú cùng với lại gia đình lúc nào cũng nhiều sức khỏe, lúc nào cũng được nhiều tiếng cười và nhiều thành công hơn trong cuộc sống mà. Ngày hôm nay thì mình rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ. Thì cứ mỗi tháng được sự hỗ trợ của chú mà gia đình của bé Tươi cũng như là bé My có một cái khoản tiền để trang trải cuộc sống. Thì nay là đầu tháng 7 rồi đó chú ơi. Con cũng rất là vui luôn khi mà cứ được đến mỗi tháng để mà thăm các em thay mặt cho chú nha. Thì bây giờ xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào nhà để mà thăm gia đình của bé Tươi cũng như là bé My luôn nha. Dạ. Nhà của My thì cũng kế bên bé Tươi luôn nên là hai em lại chung một nơi luôn cho nó dễ cho mình hơn á. Dạ con chào chú ba. Dạ chào Tươi, chào My. Dạ. Chú ba qua đó ngồi với em Tươi nha. Con xích cái quạt qua đây một chút. Dạ, hôm nay gia đình mình có khỏe không nè? Dạ có. Rồi công việc của chú ba giờ này sao rồi? Dạ cũng đi làm lay gai, lay gai. À, đi làm lay gai á, dạo này mình làm gì vậy chú ba? Dạ cũng đi rồi, thấy là bạn lay gai sống ban ngày, tháng rồi không có dư nhiêu. Dạ, dạo này là có lúa rồi, mình đi làm rồi sấy lại rồi. Mỗi một ca vậy là con biết đó là mình làm theo ngày đúng không? Một ngày nghỉ, một ngày làm, tại mình thức đêm. Rồi như vậy là thường dạ, là một... Không? À 24, vậy là một ngày vậy là chú lãnh được khoảng bao nhiêu tiền? Ngày đêm cũng được 300-400. Dạ. 300-400 có. À, tùy theo là lúa ít, lúa nhiều không chú? Đúng rồi. Dạ, mà cái đó thì con biết là nó rất là bụi và mất sức nữa đúng không chú ba? Phải rồi. Dạ, vậy hổng ngày chú măng lâu chưa? Mới làm được 2 ca. À, mới vô làm được 2 ca thôi. Dạ, cũng cực lắm chú ha? Quậy luôn. Dạ. Bữa nay là ga ca hả chú ba? Ga ca. Ngày mai lại tiếp tục vô làm tiếp. Làm như vậy thì tiền đó là chú để dùng trong những cái việc gì? Để dành mua gạo, cá mắm, đợt ngọt. Dạ, trang trải cho hai cha con đúng không? Dạ, còn bé Tươi hôm nay chị thấy em đang để dưới một cái tờ giấy khen nè. Thì năm nay là Tươi được lợi gì? Dạ, em được hạng mấy? Dạ,
Từ điểm trung bình thì sao? Dạ trung bình em được 9.1. Rồi điểm rất là cao luôn. Chị có thể mượn cái tờ giấy khen của em được không? Dạ. Chú Hùng Vũ ơi, các cô chú anh chị và các bạn ơi, thì đây là một cái thành tích đáng khen cho bé Tươi nha. Đây là cái giấy khen của Tươi, họ và tên đầy đủ của em là Võ Thị Tươi, học sinh lớp 8A1, đạt thành tích là học sinh giỏi nè. Điểm trung bình thì tới 9.1 nữa, một con số rất là cao luôn. Đây là sang năm là Tươi đã lên lớp 9 rồi. Chúc mừng Tươi nha. Thì mỗi năm được nhìn cái tấm giấy khen này thì chị tin chắc là chú Hùng Vũ sẽ rất là vui luôn, vì đã ủng hộ và hỗ trợ cho một người rất là đúng luôn. Em thì học rất là giỏi, đó là một cái điều khuyến khích chú để mà chú sẽ giúp đỡ thêm cho gia đình của em nha. Nên là chị hy vọng năm sau nữa thì em cũng sẽ đạt được cái thành tích như thế này để mà cho chú được vui và an lòng, vì đã giúp được đúng người nha. Khi mà đạt được cái thành tích này thì em thấy sao? Dạ vui lắm chị, rất là kiểu em thấy là em trượt môn toán rồi. Em vừa có 7.8 mà em nói là em không được xin giỏi đâu. Cái bữa đó hay đọc hạng, cái hay đọc hạng tư em muốn tin luôn. Vậy đó hả? Rồi hạng tư là mình lãnh giấy khen rồi được lãnh gì nữa Tươi? Dạ lãnh phần quà, mà năm nay kiểu như là học sinh giỏi, học sinh nhất chỉ cũng được có 5 cuốn à. Chỉ được 5 cuốn vở thôi, nhưng mà có tờ giấy khen này là cái niềm động, cái gọi là an ủi và vui nhất của mình rồi đó. Chúc mừng em một lần nữa nha. Còn riêng về My thì chị được biết là hôm nay là My không có ở nhà đúng không? À My đi đâu, My có thể nói cho các cô chú không? Tại có một số người cũng hỏi em á. À, lên chị hai em chơi hả? Rồi lên là được mấy bữa rồi? Hôm nay em về là được bao lâu rồi? Dạ được 2 tuần. 2 tuần rồi. Thì lên đó chơi trong lúc nghỉ hè đúng không My? Rồi em có định học tiếp lớp 10 không? Dạ em xin mẹ rồi nhưng mà không biết mẹ sao. Nếu học lớp 10 thì My học Cần Đăng đúng không? Dạ chắc vậy, học là trung tâm đó chị. Hoặc là học ở trung tâm. Nhưng mà My có muốn là tiếp tục học lên nữa không? Tại vì theo chị cũng biết đó là cuộc thi năm nay thì cũng rất là khó khăn luôn. Cho nên là My, chị cũng biết là em cũng đã cố gắng hết mình rồi. Cho nên là đừng có buồn nha. Hy vọng là My sẽ cố gắng học tiếp nè. Và chị cũng hy vọng là Út sẽ cho em được học tiếp. Học ở Cần Đăng cũng được hay là trung tâm giáo dục thường xuyên cũng được luôn. Nhưng mà mình học khi nào mình đủ 18 tuổi hoặc là nếu có cơ hội thì mình học lên đại học luôn. Thì lúc đó mình sẽ tốt hơn, có nhiều kiến thức hơn á. Thì lúc ra đời thì em sẽ đỡ bị vấp ngã hơn, cho nên là cũng cố gắng lên nha, không có gì phải buồn hết. Rồi bây giờ là hôm nay là gia đình là ai cũng vui hết, tuy là những cái con số điểm á, có người thấp người cao nhưng mà ai cũng đã cố gắng hết mình rồi, cho nên là mình cũng đừng có buồn nha. Thì hôm nay con đến đây thì cũng như thường lệ đó, lúc nào thì cũng sẽ có những cái phần quà vào đầu tháng dành tặng cho bé Tươi và bé My đến từ Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ. Nay con đến thì tháng nào mình cũng gặp nhau nên con cũng chẳng biết phải hỏi gì. Dạ, vì mọi người cũng đã biết dành gì nhau quá rồi. Nên đây con xin gửi trước cái phần quà đó. Đầu tiên đó là của bé Tươi nha. Thì tháng này Ngân cũng đã đi gửi tiền cho Tươi rồi. Thì hôm nay cái con số mà bé Tươi đã nhận được vào sổ tiết kiệm là 49.357.000 đồng. Và còn một tháng nữa thôi là em đã được 50 triệu đồng rồi. Thì thật sự đây là một cái con số rất là lớn luôn chú ơi, đối với con và gia đình của bé Tươi nữa. Chẳng bao giờ làm biết là sẽ được chú ủng hộ và hỗ trợ hết mình như thế này. Thì con nghĩ đây là cái động lực rất là lớn cho em luôn. Thì đây chị xin trao cái phần quà này cho em nha. Ngoài ra đó thì chị cũng nói lại là một tháng thì chú sẽ gửi về cho em là 2.300.000 đồng, trong đó thì gửi vào sổ tiết kiệm là 1.700.000, còn đây là 600 thì để cho hai cha con sinh hoạt trong tháng này nha. Con cảm ơn chú, con chúc chú sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi và luôn hạnh phúc bên gia đình. Chú ba nói vài lời với chú Hùng Vũ nha. Nói chung chú Hùng Vũ là nếu giúp đỡ con học được thì rất cảm ơn. Dạ, ngoài ra đó thì ở đây còn một cái món quà là 500.000 đồng. Thì tháng nào chú cũng gửi về cho bé My hết, để mà cho My trang trải cuộc sống và cho việc học là chủ yếu nha. Này chị xin thay mặt cho chú gửi cho em nha. Cảm ơn ông, chúc ông thật nhiều sức khỏe, rất là vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình. Dạ, riêng về con thì cũng chân thành cảm ơn chú rất là nhiều luôn, đã luôn ủng hộ và theo dõi giúp đỡ cho bé My cũng như là bé Tươi được đến ngày hôm nay. Con chúc cho chú có nhiều sức khỏe nè, luôn vui vẻ và hạnh phúc chú nha. Con chào chú, chào các bạn.